Alo alo, hết chưa hết chưa? Chưa. Bây giờ mà tí đi xe là không nghe được một Let's cái gì luôn. Fight together. Thế để tôi nâng mic lên. Lô 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 lô. Cũng vậy à? Ờ. Nghe nó cứ bị nghe như thế nào vậy? Hả? Chết rồi, quên mất chưa xem khu sự kiện đâu rồi. Có phải cái khác không? Bánh mì chảo. Cái khác đây. Nè, nghe đến bánh mì chảo thì hẹn lại thèm. Lâu lắm rồi chưa ăn. Cả mắt gì em tốc máy bay đây. Tí nữa em tốc máy bay chỉ tổ chúng nó mà bắt được chúng nó gạt thôi. Khổ. Sao bạn thở dài? Thở dài nhiều thế. Đây. Cắp cạn cái nước mắt. Cứ follow theo tôi nhảy lúc nào cũng xuống trước chúng nó. Được luôn ông ạ. Yên tâm. Uy tín ông ơi. Uy tín chưa ông? Tôi chưa bao giờ xuống sau thằng nào hết trơn luôn đấy. Đây nhảy luôn nhá. Tôi á? Hạ thẳng anh ơi. Cầm dao chém chết mẹ luôn ông ơi. Mẹ à, chúc ảnh. Mẹ mày. Chém luôn ông ơi. Không nhiều lời. Còn đáp dùng tiếp không? Ơ kìa, đứa nào bắn tôi vậy? Ông ơi ra đây cứu tôi cái. Tôi ở tầng 2 nhá. Ok. Em cứu rồi. Đây bạn số 3 cứu tôi. Ôi con mẹ nó bạn ơi. Bắn đi. Cái con quen. Ôi giời. Nhả ra để cho bạn số 3 bắn rồi. Ông đứng ngay cái cửa. Tôi bò ấy, tôi đang bò để cho bạn bắn mà bò không kịp. Anh nhảy xuống cứu được em không? Em ngay cửa. Có một thằng nó qua này. Watch out. Cái thằng quần què đấy nó ở đâu nó qua ta? Help. Ủi help ấy. Chạy đi mọi người, chạy đi, trốn đi, tôi xuống tôi cứu. Trốn đi. Cứu đi ra sao được. Bay khu khác rồi, bay khu khác cái bay bô này. Thôi thù ở đâu phải trả ở đấy chứ bạn. Ở đây đông lắm, mười mấy thằng cơ. Giờ về chỉ có mất người thôi, giờ về chắc chắn là mất người. Giờ người ở đây còn cover các kiểu. Mày quá. Vẫn được cứu kìa. Không, tôi sẽ cố gắng cứu ông, tôi cứu được ông. Ông cứ ngồi im đấy. Không cứu được ông, cứu sao được. Cứu sao được. Ông bay từ cút đi, bay cho mày vô hốc đi xem nào. Ông về đâu cứu được đâu, ở đây nó bay về đông lắm. Bắn rồi mười mấy thằng, lên 15-20 thằng rồi này. Cứu được rồi. Không sao không ạ, tôi có gì tôi còn hồi sinh lần 3 mà. Mình cứ... hồi sinh lần 3 không bắn được đâu. Mình cứ cháy đi. Hồi sinh lần 3 là bắn đông lắm. Hồi sinh lần 3 bắn đông lắm. À tôi có tính thủ dai không ạ? Nó bắn tôi phải quay lại tôi bắn bằng chết nó rồi thôi. Má. Phải bộ của người nằm trong góc nhà luôn mà. Vãi. Thằng này bắn ông đúng không? Thằng này đúng không? Đúng rồi, bắn nó, gạt nó. Mày bắn bạn tao này. Awesome. Về bên kia. Nó phải trả giá nghe không ạ? Nó nằm nhà nào với Trúc? Nằm cái nhà em chết luôn ạ. À. Mẹ nhà xanh nhiều tầng đấy. Ô thế là... Rồi. Thế là số 3... Luôn. Số 3 đi hồi sinh luôn à? Ừ, đây. Tên. Tôi đây. Mà... À... Của anh em bên anh có kìa. Chết đạn xanh rồi. Má thằng đấy nhảy hụt ạ. Rồi.
mọi người ở trong Pochinki vẫn ổn chứ? Không ổn lắm em. Không ổn lắm. Ôi dồi ôi, lại có người hép rồi. Thôi không sao, vẫn còn 4 phút để hồi sinh nữa cơ ông ạ, cứ thoải mái. Tôi phải clear, tôi phải clear khu sự kiện này tôi mới hạ giả được. Cái này nó ngồi ở đây. Vừa thấy bọn này nó bay xuống xong mà sao nhoáng cái không không thấy thằng nào hết trơn. Thấy rồi. Nó ngay đây này. Ui trời trời trời, xong anh rồi. Thấy à. Mà em đổi mấy con chó lại còn bay trên núi. Bắn cái gì nhiều thế? Bắn cái gì nhiều thế? Lùi đấy. Đúng cái nhà anh chọn nó bay xuống đông vãi hồn. Không có đâu, bây giờ nó mở có một cái. Cơ hội sống sót ít rồi sao? Giờ bên đấy nó mở. Không, bây giờ nó mở một cái, cái bên kia là lâu lắm nó mới mở mấy giây á. Ủa, em được hồi sinh à? Được chứ anh, để xuống đâu có ai đâu. Để xuống một cái bắn luôn mà. Để xuống một cái anh tôi. Thì đã bắn nhau với hai thằng trong nhà đã mệt vã chửa ngồi. Ôi, chạy mẹ. Muốn trầm cảm với hai thằng củ cải này. Má cái khác thằng kia đâu ta? Má nó đồng quá không ạ? Chỉnh tích không ơi? Đây đây không sao không sao không ạ? Mẹ, hai thằng củ cải này kiểu gì cũng chết với tôi thôi. Hai thằng củ cải. Mày. Mày mày sống mày sao? Không có biết. Giật lắm anh ơi. Hai thằng củ cải. Cuối cùng vẫn mất người ạ. Phải cái chân kìa ông ơi. Tôi nghe thấy rồi nhưng mà chưa biết nó ở đâu. Em ơi, có xe đúng không? Đi qua bên ông đấy luôn đi. Vâng. Bọn này tôi xử được. Ông cứ yên tâm. Ông Độ Mi. Cố lên gần 2 lần nữa thôi ông. Ông Độ Mi Xuê nhá. Ông là fan của anh Độ đúng không? Đúng rồi ông ơi. Wow. Hợp lý luôn đấy chứ. Chúng nó chạy đâu rồi không ạ? Phan Chân Chính. Ồ. Phan Chân Chính không hiểu. Ồ, tôi biết. Tôi nhìn cái tên là tôi biết mà. Ông cứ yên tâm, ông nhìn tôi múa cho bọn nó mẹ tiền đình luôn không ạ? Ông bạn iPad đúng không? Đúng. Ông bạn iPad này là tôi nhìn cam của ông, nó bị tức mắt. À, nó cứ bị trúc xuống đúng không? Đúng rồi. Còn 3 thằng chắc chắn là không. Ta lại xem khác. Bờ tường. Ờ tôi nhìn rồi. Nó cũng đáp bom không ạ? Đâu đây lại thôi.
đổi lá, đổi lá. Trong nhà đấy nè. Nè, thằng đây trước mặt kìa. Thằng củ cải nó phải chết không ạ? Chạy trước mặt anh ơi. Không, thằng chạy trước mặt kìa. Một nhát. Kìa. Ồ, chạy ở đâu? Ôi trời ơi. Mẹ ôi. Trời ơi. Nó ngồi im không ạ? À? Cay thật chứ. Thôi. Tan nát cuộc đời. Hóa nó con vợ ấy ngồi trên mái tầng 3 luôn. Tôi tưởng là nó xuống rồi chứ. Di chuyển là đây đây đây. Đâu? Vãi nồi khung cú. Vãi nồi. Vãi nồi khung cú. Cậu ơi ơi chưa. Đây 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 đây. Nhà bên kia nè. Ai nè. Nó bắn ở đâu á? Trên nóc nhà, trên nóc nhà, trên nóc nhà. Nó đang đi lên này. Nó đang đi lên rồi. Ui ngồi, ngồi, ngồi ngay đây mà. Thank you. Có ai có máu không? Có ai có cục máu nào không nhỉ? Đây 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 đây. Ui quý hóa quá, cảm ơn ông nhá. Đẩy luôn đi, đẩy luôn, đẩy luôn, đẩy luôn, đẩy luôn. Đây. Thank you. Tôi nhảy ra là thằng này chết này. Đây thằng này chết rồi. Ôi con mẹ nó. Tôi chích rồi mà sao nó còn sót một thằng ở đây nhỉ? Ông ơi tôi lại mặt dày xin ông một cục máu nữa ông ơi. Thank you. Mẹ xấu hổ thật sự. Chưa kiếm nào tôi đấy. Ê. Ôi giời. Ai ui. Ai ui. Niệm luôn rồi. Xong rồi. Game này gãy rồi. Gãy gãy. Anh lấy 7 thằng mà bay về được. Đúng ok rồi. Em. Khô máu, khô máu, khô máu. À. Khô máu để còn đi ăn cơm mà. Ôi giời ơi, chết khô luôn đấy. Thôi anh biết rồi. Đúng rồi anh ơi, đi chung nha nè. Được em ơi, 10 điểm mẹ mày cho tình nghĩa này. Cái tinh thần đồng đội. Trên này. Lấy chết bom bây giờ này. Rồi tôi thấy, nó nhảy mẹ xuống rồi ông ơi. Ui, bên phải tôi cũng có người ông ơi. Trong này có mấy thằng em? Ui ôi. Ờ, 4 thằng. 4 thằng, ok. Nó ở trên tháp canh không ơi? Ơi. Dở hơi với tao. Còn nữa không ơi? Bên nhà đối diện có đấy. Từ từ, Ấn Độ đang chấm. Watch out, watch out, watch out. À hả? Hình như tôi thấy nó vừa chạy rồi đúng không? Watch out. Đấy, trong nhà. Chắc chắn có luôn này. Hai thằng ở trong này. Đây đang có thằng này. Luôn này. Yếu rồi, bình tĩnh. Rồi ông ơi, mấy cái thằng lom giom này. Củ cải chấm muối này. Ơ. À, nó bắn con boss ở bên nhà bên kia. Ok luôn ông ơi. Xin cái tuổi bạn ơi, xin cái tuổi. Nó ở nhà 3 tầng đúng không? Đúng, chuẩn. Nó ngồi trên đấy luôn. Nó xuống tầng 2 này. Xuống rồi nhá. Chưa, nó ngồi ở cầu thang.
cay. Từ đánh ơi. Ôi, từ đánh ơi, từ đánh ơi. Mày trêu ta. Ok ok. Tôi qua với bạn đây. Khoa bỏ với bạn không? Không bỏ, bỏ thế nào. Ok đủ. Cái đụng phỏng này chơi cái đéo gì thế nhờ. Xích tinh lồ này. Đâu nó bắn bạn đâu ấy. Chưa. Như thế nó luôn. Không biết nó bắn số bà ở đâu luôn. Cờ hó này. Vãi rồi. Ta bắn ở nhà ba tầng rồi. Đây, nhà tôi. Bình tĩnh nha, anh em đang ở hơi xa một chút, đang qua. Mày. Sáu. Đúng ở đấy không? Nó chứ ai? Cái thằng giết móc này móc. I got supplies. Ô con mẹ nó. Watch out. Bạn ơi, tôi đến với bạn đây. Cố lên bạn. Chó này nó ngồi ở sau xe luôn. Không sao, không sao, mọi chuyện qua rồi bạn ơi. Hết chưa? Hết. Ê, trái còn. Watch out. Thank you. Bot. Chắc nó ra được ngoài kìa. Ô, số 3 đi được rồi nhá. Tất nhiên rồi anh. Dễ mà. Trong em đâu có ai đâu. Nó có bắn em đâu. Em đi ra ngoài bình thường thôi. Thản nhiên đi ra đúng không? Ảo chưa? Ảo. Con vợ này đỏ vãi nhìn ra. Có một thằng đấy. Bye. Em hay nốc nhưng mà số em hên. Cần im ắng thế nhỉ? Chơi mà cứ im ắng này sợ lắm mày. Ơi, bậy rồi. Ơi! Người. Bố, liếm. Bu. Sở cun đông kìa. Đông hả? Chung cư đông kìa. Vào luôn. Xe đông. Sở cun hay là chung cư? Bán ở chung cư. Chung cư chắc là có một hàng. Ông ngoài trong phòng. Ok. Thế mình đột nhập bên trái. Tại thấy chung cư chắc có một hàng. Ông nghĩ sao về việc bốn thằng cầm kiếm lao vào nhà chúng nó? Mày hơi nhầm. Không sợ, cầm kiếm anh em ơi. Bạn biệt đội cầm kiếm. Lên luôn. Không sợ nhá. Không chùn bước nhá ông ơi. Không chùn bước này. Rồi. Cứu đát. Nhắm lửa lên kìa. Nhắm lại kê đi. Ôi da, vào đâu đây? Cứu đã. Không, ông đang cứu số 1. Ồ, hình như nó đang cứu ai ấy không ạ? Nó cứu ai? Đúng rồi, nó cứu rồi. Thank you. Nó cứu thằng kia hả? Mày cứu, ai cho mày cứu? Mày vào đây. Ôi giời, anh em ơi, đến tình đó. Mày, nhờn với tao. Rồi mẹ thằng bé cầm DPS. Cầm DPS tôi đỡ hết đậu phòng, xong thằng bé thay đạn chứ. Ui đã. Đấy rồi. Ui xác kìa. Ui mấy thằng củ cải này nó đi rồi, đi căn này. Ừ đi. Cứ nhặt xem đi, xem cố bú được cái gì thì bú đi ông ơi. Ô, trên này có cái xe này. Ok. Đấy. Chơi game một kill này chết rồi. Bốn thằng cầm kiếm công nhà thú vãi nổi. Bên này. Đây, lên xe. Đông vãi nổi hả? Ok luôn. Tôi chỉ sợ ít người chứ không sợ đông. Đang hấu kill rồi.
Anh Hảo xong rồi tí làm khác quả vừa nãy. À, nhiều xe đấy. Đông mà. Để tôi lựa. Đây ông ơi. Cầm kiếm à. Cú. Cái lúc cái chó gì đấy, dừng xe tôi nhảy xuống vẫn chết rồi nữa. Lỗi tôi ông ơi, lỗi tôi. Con hồi sinh mà. Ồ, anh hết hồi sinh rồi á. Ồ, anh nói em tưởng. Ôi em ơi, cứu luôn. Ôi, nó không có được rồi. Cứu. Cứu gấp. Thằng trên đồi nha. Ủa, nó bắn tốt quá. Trên nóc. Xe vô. Thank you. Lên nhà mình à. Em ơi, bom ra đấy, ngồi im. Má, hai bao quả liên tục luôn mà. Ngồi im đi. Thay đạn đi cho nó tử tế không ơi. Đây, các bạn viên thôi. Má, em mất mũ giáp rồi. Nó lên nóc này. Trên nóc kìa. Có một thằng nữa. Không để bắn công ở đâu nha. Một thằng. Thằng nhà bên kia nó chết chưa? Chưa. Nóc nhà bên kia nữa cơ. Bây giờ đẩy ra ban công là thằng nóc nhà bên kia bắn chết đấy. Ôi giời ơi. Linh cát kìa. Chạm mày luôn em ơi. Chạm đi, có tôi đây. Từ từ em. Em hết máu rồi. Còn mẹ nó. Ném lửa lên rồi. Đau quá. Ném lửa rồi. Hai team, tướng vậy là một team. Hai team một. Hay quá. Gà đen. Ủa thằng bắn ốp rồi, là bắn được rồi. Đấy, nó bay trên nóc nhà, bắn ốp. Hay luôn. Có hai con. Hay luôn. Hay. Ở đây. Cứ từ ơi ông ơi. À, ừ, cứ từ tôi số ai. Đấy, đúng lúc vừa hết hồi sinh ạ. Lú liền. Đây, nghe thấy tiếng rồi. Tiếng chân kìa. Có ngoài. Cứ từ thôi. Bom xuống chết luôn. Cầm kiếm nó chặt nó luôn. Rồi, linh cát đây rồi. Ui giời ơi. 4 hàng nè. Thằng kia nó cho viên ốp phát phấy mũ luôn mà. Đây, thằng cầm ốp đây nè. Qua đấy anh nhảy từ trên xe xuống cái đéo nào nốc luôn. nó bắn ông hay sao ấy, nó bắn ông hay sao ấy mình không. Tôi nhảy từ trên xe xuống nốc luôn, thằng trên ngoài bắn gạt luôn. Thằng trên ngoài bắn về. Vậy thì có thể là do nhảy sớm quá. Ok, đi trước rồi. 13 em rồi. Chết rồi. Mày ăn nó chưa? Ok. Từ để sờ mốc đã. Từ để sờ mốc. Hãy bò về rồi nó bắn chết. Nó ở đâu nhỉ? Đấy, trên đầu chứ, ông luôn á này, đen thui kìa, cái cục đen thui em thấy không? Đây đang ngồi kìa. Đen ngáo đấy rồi. Kệ mẹ mày, tao cứu được rồi tao đã. Hảo thế à? Mày cứ bắn đi, việc tao cứu tao đang cứu rồi. Mẹ bắn chúng nó ngáo đấy, nó nằm đấy để nó bắn. Chúng cho 10 tỷ con lợn. Nó vẫn nằm đấy nó bắn đấy, để ngáo ai đấy. Con nằm không? Hết rồi. Awesome. Chạy rồi. Bái vào nhà này bái. Bò nha. 37 giây. Đang bắt đầu vào nhé. Đi à. Được, thoải mái. Thằng củ cải này. Để em tôi tông nó. Cú đấm ăn xôi. Bắn bỏ mẹ đi bạn ơi. Chó này. Ngáo hết rồi. Còn mình nó mà.
Nước. À, lút lỗ đi, lút lỗ đi. Xem có bố được cái gì không? Lút nữa. Ui ơi. Phải lút chứ. Nghèo thế này cơ mà. Kiểu mình phải đánh dấu hiểu không? Tuy mình giàu rồi. Bãi nào mình cũng phải có con dấu răng. Dấu răng. Này leo đây hợp lý luôn. hai team nữa. Đây, tạm thời mình đứng đây mình quan sát thế giới tí. Đi vắng lắm. Bo vẫn còn rộng mà. Nó phải thu xong bo này. Số 3 định nói gì nhỉ? Ông số 3 nói gì đâu? À số 3 ông. Tôi bảo là ông đứng đó đi, đừng ngồi trên đây. Ngồi trên đấy là tôi lo sợ tính mạng của bạn đó. Bên trái sao kìa? Thấy. Không phải. Đây, tôi nghĩ là bọn nó ở trong nhà của Sinh không? Thì em tôi tông thẳng vào đây này. Làm tí. Trước mặt xe kìa. À rồi, thấy. Ui dồi ôi, nó giật. Ai. Trời ơi, ôi dồi. Nó bắn nhau bà ơi. Nó dí ai. Đây. Ê, vừa qua cầu này. Kêu. Thôi từ, cứ bình tĩnh. Đây, có xe đi sau đường này. Nó dừng bên đường kìa. Bắn được kìa, ui hay. Ui, 10 điểm. Nó cay hết rồi. Gạt kèm. Gạt đi, không nó cay hết. Nó bỏ thằng đá rồi. Có một chiếc xe hả? Kìa, phải kìa em. Đó. Nó bo kia. Tát thôi. Hay. Bạn gì, bình tĩnh bạn gì. Tìm nó còn bắn nữa. Bọn nó ngoài bo. Ừ. Ôi thần Linh ơi, mày thế mày, mày cũng chết. Bốn thằng đấy, một thằng lẻ. Mày mẹ mất giáp rồi. Đúng rồi. Bốn thằng mất thằng lẻ. Ui mất giáp mà gặp tín 4 là khoai đấy. Ôi một thằng lẻ chết rồi. Kìa ngồi cứu kìa. Ôi nó gạt mẹ hết rồi. Trái. Đấy đúng rồi. Ôi. Nam mô Di Đà Phật. Bọn kia ngoài bo hết mà. Bọn đấy ngáo mà sao lại tự nhiên được cạnh đấy không. Kìa. Xin máy kìa. Nam mô. Bom là tới. Đừng lên mái nhà. Không lên mái nhà à? Nóc kìa, còn hai thằng đấy thôi kìa. Có một thằng. Bố ơi. Có một thằng đẩy luôn em, thằng cover của bố luôn. Đây đây, nó ở ngay trước mặt. Nó chạy ra ngoài rồi, nó chạy ra bờ sông rồi. Mày đỡ được đến bao giờ? Mày đỡ được đến bao giờ? You're the best. I need a weapon. Ôi đi ăn cơm đi em ơi. Ôi đi ăn cơm thôi cả lò ơi, đói quá. Tối mai hú em nhá. Ok. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn Xe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người.